Rồi vô số bộ số mới anh em ơi. Thấy không? Đó, vậy thôi. Đó. Đây là bộ số của nó, là hai số này nó đen thùi lùi nè. Đây là số 4 nè anh em. Không? 3 4 4 này, bộ số 4. Số 4 này nó hú lắm, để coi nhau bên kia nữa coi. Nó nhầm thôi, nó hú thì thay thôi chứ giờ sao giờ? Giờ phụ tùng. Nó cũng tào lao lắm anh em ơi. Chét keo rồi nha, vô đầy đủ thì vô thôi chứ sao vậy. Rồi thì tiếp tục là một chiếc xe Future 125, mặt nạ liền, bình xăng con, chế gương cầu lồi vậy nè. Thì hôm nay mà mình sẽ thay bộ số cho xe này. Thì xe này là nó hú tầm lam tạp nhạp hết rồi. Anh này mới làm nồi với lại đầu lồng nữa, cho nên anh này cũng hoang mang nha. Ở đâu anh? Ở Vĩnh Long nữa nha. Thì anh này cũng hoang mang, cho nên là anh không biết là hú cái gì. Thì sau khi kiểm tra thì mình thấy sinh cam nó căng quá. Thì xe này có hai lỗi, một là thợ lắp sinh cam căng quá, hai á là nó hú số 4 nha. Thì nó có một cái hú là hú đều hết luôn, là hú sinh cam, một cái là số 4 nó gào. Thì bây giờ là mình chứng minh cho anh em coi nha. Rồi mình sẽ tháo ra mình thay bộ số cho ảnh nha. Rồi vô từ số 1 tới số 4 mình nhấp ra nhẹ thôi. Một nè anh em, rồi lên nhấp ga đi, lên ga cho nó chạy. Rồi 2, 3, 4, là số cuối nè. Đó, anh lên ga đi, lên đều đều á. Lên đều luôn, đừng có nhịp, lên đều. Đó là số 4 nó hú nha anh em, nó hú gào luôn á. Thì mình sẽ làm luôn. Thì chiếc xe này là trước sau nó cũng hú, và tại cái bộ số này là mình làm rất là nhiều, nó không có được ổn, cho nên là anh này là thay luôn bộ số luôn. Thì làm trong ngày lấy thôi, giờ này chắc cũng 10 giờ mấy, 11 giờ vậy đó. Làm nói chung là làm xong, có bộ số sẵn là làm xong thôi anh em ơi. Rồi bộ số này mình có chừng mực thôi nha. Thì anh em nào mà xuống sớm thì mình còn nha, còn không là hết thì anh em phải nhắn Zalo mình trước nha. Nếu mà anh em muốn thay cái bộ số này thì là phải nhắn Zalo mình trước nha. Đó vậy thôi. Cái bộ số này là khoảng là cả tháng, 2 tháng trời nó mới có một lần nha anh em. Nhớ nha anh em. Rồi tiến hành tháo thôi. Rồi nếu mà tới giờ ăn cơm với đây thì tính là bộ số nó vẫn đâu có lại mẹ vậy đó. Không chi thiệt hại nha anh em, bên nội là nội bánh luôn nha anh em. Qua đây đó nha anh em. Nó là từ từ nha. Thì đây là bình xăng của nó nè anh em ơi. Thì không biết là cái người mà chế ra, lúc mà nghĩ ý tưởng chế ra bình xăng này, không biết là đang bị gì mà truyền nước biển không, mà nó ống quá trời luôn nè. Không biết có bị bệnh gì truyền nước biển, truyền dịch gì không. Đó, ống quá trời ống. Rồi bô que độn thêm trái bơm đây nó chào bá luôn. Rồi cái gì vậy? Cái gì ghê hả? Cứ ra đi, sao vậy? Cái này có làm dưới quê, làm nồi rồi hết rồi thì mình không có can thiệp vô nữa nha. Đâu ra đó rõ ràng. Vậy đi. Ra luôn. Rồi thì xe này là xe bình xăng con này, nó hay róc đầu lắm nha. Này róc lên ga nó róc máy hơn xe FI. Thì cái đó là anh em hỏi kỹ sư chứ mình cũng không biết nữa. Nói chung là vậy. Cái level của mình nó chưa có tới cái đó. Biết tới đâu mình nói tới đó thôi, mà còn nói bậy chúng chửi. Là gắn thợ ở Vĩnh Long gắn gường ác cò nha anh em á. Gắn gường cái đồ chặn ác cò chứ phải gắn gường ác cò. Cam. Sau khi tháo ra thì để mình kiểm tra ha. Là đạn dên rồi, xe này mới làm anh em ơi. Thì xe này đi bích tông là Attila FI nha. Đó. Để mình coi cái gắn bích tông lượng gì hay không. Thì đó. Thì số nhầm lắm nha anh em, từ số luôn nè. Số 4 là số này ha. Số 4 này nãy nó gào lắm nè. Số này, số 4.
nhầm hết anh em ơi, số này nó không tới nè, tới nái rồi. Rồi bây giờ là mình sẽ thay cái bộ số mới nha, vô nha. Rồi mình sẽ thay bộ số là thì là không có chính hãng nhưng mà nó sẽ giảm bớt hú rất là nhiều nha. Có xe là hết luôn á. À, trong cái bịch nhũ hoa nè, màu nhũ hoa nè quên. Đây là cốt sơ cấp nè anh em nha. Rồi mình lấy cốt thứ cấp cho anh em coi luôn. Rồi đây là bộ số mới của mình nha. Thì số 2 với lại số 3 của nó đó. Số 2 với số 3 của nó là không có bị đen như số này nha. Số này thì số 2 của 3, số 3 của nó đúc sao nó khác màu với lại những cái nhông số còn lại. Đó. Thì nó sẽ hú số 2, số 3 nhiều mà xe này thì nó bị rổ số 4 cho nên nó hú số 4 luôn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy hộp số này ra, thay hộp số kia vô là xong. Rồi nha, thì cái này là mình làm nhanh luôn cho nên là bụi chưa kịp bám nó thì mình lau mép nha. Mép nó bám dơ quá ke không à. Lau mép nó sạch rồi mình chét keo luôn nha. Đây là vô vô số bộ số mới anh em ơi. Thấy không? Rồi, vậy thôi. Đây là bộ số của nó là hai số này nó đen thù lùi nè. Đây là số 4 nè anh em. Thấy không? 3 4 4 này, bộ số 4. Số 4 này nó hú lắm, để coi nhau bên kia nữa coi. Nó nhầm thôi, nó hú thì thay thôi chứ giờ sao giờ? Giờ phụ tùng. Nó cũng tào lao lắm anh em ơi. Chét keo rồi nha, vô đầy đủ thì vô thôi chứ sao giờ. Keo đó đi ca. Mình móc bê tông miếng nha, tại bê tông này không có đúng nè. Thì trái bê tông này là cũng ok. Nó mòn vậy là bình thường nha anh em. Thì xe này nó gắn bê tông ngược đó nha, gắn ngược bê tông nữa. Thì bây giờ là mình đã vớt bớt rồi, giờ mình vô bài tàu lại bình thường thôi. Vô thôi, còn bộ số là vô hết rồi nha, nồi đều vô hết rồi anh em ơi. Rồi xe này ráp tới đây rồi nha anh em. Thì bê tông rồi nè, chà lại khói chảo rồi với lại vớt đồ bê tông rồi chuẩn bị vô nè. Rồi, xe này có xử lý khí thải nha, xe bình xăng con này có xử lý có nổi nón cối nè. Rồi sạc thì giống như Chanel thôi. Đây là lửa rồi, có thể là đi lửa với Chanel rồi được nha. Chia sẻ anh em lên nè, anh em lên IC lửa mâm rồi mô bình xương rồi luôn, chạy mới ngon được nha. Vậy đi. Rồi sau khi xong thì xe đã nổ máy rồi nha anh em. Này nó hơi hú nồi một chút. Rồi. Với lại sinh cam hơi hú rồi, cái dòng xe này mà cò lăn thì nếu mà anh em xài sinh cam tròn bánh sâu lồng thì nó hơi hú thôi. Giờ mình chạy số 4 rồi có hú không nha. Lại số 4 nó hú rất là lớn nha. Rồi xe này là làm bộ số với lại xử lý bê tông đỡ rốc cho anh thôi, thì chạy thử lại coi, mình cũng canh xăng rồi lại coi nó có hết rốc không nha. Thì dòng này thì bình xăng con là riêng nó cũng rốc nữa nha anh em. Rồi xe của em trai này là bình xăng con cho nên mình khỏi cài đặt gì lại hết nha. Thì sau khi chỉnh xăng cộ với lại xử lý rốc hơi cho cái bê tông Attila FI của ảnh thì xe chạy ổn nha. Với lại gắn ngược bê tông nó không biết nó có ảnh hưởng gì đến chạy mạnh hay yếu hay không. Thì xe là đỡ hú rất là nhiều nha, nó chỉ hú cặt tay rồi thôi. Rất là ngon anh em. Không rốc luôn nha, không rốc luôn. Chạy rất là bốc nha anh em. Rồi số là hết hú nha anh em. Rồi để mình lấy ý kiến của khách nữa, chứ mình nói xong thì không được đâu. Đấy nha, mình chạy về để mình chỉnh sơ lại mình giao khách thôi. Ok, xe chạy im anh em ơi. Rồi mình kết thúc video ở đây nha anh em. Rồi bộ số thì số lượng hạn chế cho nên là anh em mà muốn lạc thay bộ số thì nhắn Zalo trước cho mình nha.